Xin chào quý vị và các bạn, em đang test con CD của Mỹ Adicom model GCD 575. Thì đây là một con CD cũng khá nổi tiếng trên thị trường quý vị, được rất nhiều anh em yêu thích. Con này thì nó chạy cái con đây giờ mã TDA 1541A. Con này thì nó là một cái con rất là hay nha quý vị. Đó, tích hợp trên những cái đầu CD cao cấp thì chị đang chạy nha quý vị, hoàn hảo hết nha. Đó, quý vị thấy ha. Vẫn cơ chạy rất là tốt nha quý vị, hoàn hảo hết. Nắp đây, nắp nó có trầy nha quý vị, nắp nó có trầy. Thì anh em không quan trọng hình thức thì cái nắp thôi, chứ thật sự là bên trong các quý vị xem này, các cái bo mạch chỉ mạch của nó em nó là tuyệt vời. Em này thì do là xuất châu Âu cho nên là điện 240V nha quý vị, điện 240V rất là tiện lợi để chúng ta sử dụng quý vị, rất là tiện lợi luôn nhé. Điện 240V phía sau còn rất là đẹp luôn quý vị, phía sau còn rất là đẹp luôn nha. Đó, hoạt động hoàn hảo nha, hoàn hảo. Do con này là nó có chày xước chút xíu trên cái nắp nha quý vị. Đó, mặt mài thì rất là đẹp luôn ha. Đây, đó, này chùi bụi tí xíu là đẹp, rất đẹp luôn. Thật sắc sắc nét ha. Thì có giá thời điểm hiện tại rất tốt nha quý vị. Thì để mức giá cho quý vị và các bạn chỉ có là 3 triệu 8 thôi quý vị, còn Acom GCD 575 này quý vị 3 triệu 8 thôi nha. Bình thường nó khoảng 4 triệu rưỡi tới 5 triệu. Con này. Đó, con này trong tình trạng là zin đẹp hết nha. Chip da mạ quý vị thấy ha. Đó, rất đẹp. 3 triệu 8 thôi, con Adcom 575 này. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.